Vào chiều tối ngày 3 tháng 2 năm 2024, sự kiện đêm hội nghe nhìn trực tuyến thường niên 2024 với chủ đề cuộc hội ngộ vượt thời gian và không gian đã được diễn ra tại Bắc Kinh. Sự kiện lần này không chỉ quy tụ những diễn viên và ca sĩ trẻ nổi bật của làng giải trí xứ Trung trong năm vừa qua, mà còn có sự góp mặt của những ngôi sao lưu lượng được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Cùng chúng mình nhìn lại thảm đỏ của sự kiện này nhé!